Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người đang theo dõi live stream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và ngày hôm nay thì bên mình đã bắt đầu chương trình khuyến mại mới của DK rồi. Nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay của bên mình là giảm giá 40% cho dịch vụ phun môi ạ. Còn đối với những dịch vụ khác như là laser này hay là lông mày và mí thì bên mình đang ưu đãi là 10% cho tất cả các dịch vụ này. Và ngoài ra thì sẽ được giảm thêm từ 5 đến 10% nữa khi mà chúng ta đăng ký dịch vụ theo nhóm cũng như là sử dụng combo gói dịch vụ đấy mọi người ạ. Và với cái chương trình lần này thì như mọi người nhìn thấy tại khu vực kỹ thuật tầng 2 của bên mình thì đã rất là đông. Ở dưới tầng 1 thì bên mình là chuyên về lông mày, còn ở tầng 2 thì các chuyên gia môi và mí ngày hôm nay thì đã làm việc rất là bận từ buổi sáng rồi ạ. Bởi vì chương trình lần này thì rất là sâu. Môi khử thâm chuyên sâu nhà mình thì giá niêm yết là 5 triệu và hiện giờ giảm 40% là còn có 3 triệu thôi. Còn đối với gói môi thường, môi 4 triệu thì sau khi mà giảm 40% thì sẽ còn giá là 2 triệu tư mọi người ạ. Và mặc dù là giá giảm rất là sâu như vậy rồi nhưng mà mọi người vẫn yên tâm về chất lượng dịch vụ của bên mình nhé. Và ngoài ra thì chia sẻ với mọi người một chút là về gốc mực của DK thì nhà mình sử dụng mực của Đức. Đức là đất nước rất là nghiêm ngặt về thành phần hóa chất. Trong thành phần mực của bên mình thì không có chì, cho nên là đấy, ngay bản thân mình cũng đã làm môi được đến 3 năm rồi nhưng màu môi thì vẫn rất là tươi. Và để theo dõi thêm những cái sản phẩm của bên mình thì mọi người có thể bật chế độ xem trước để cập nhật những cái hình ảnh, những cái clip của bên mình về sản phẩm môi tại DK nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ra khu vực tiếp khách của bên mình để có thể gặp một bạn khách hàng nào đấy của DK để có thể trò chuyện chẳng hạn. Bởi vì những cái ngày này thì không riêng gì những khách hàng mới mà những cái khách hàng cũ tới DK giới thiệu bạn bè cho DK thì rất là nhiều. Nhưng mọi người biết đấy ạ, ở DK thì chủ yếu số lượng khách hàng của bên mình là được giới thiệu. Cho nên là hôm nay thì chúng ta có gặp một bạn khách hàng đây, em chào chị ạ. Chị có thể cho em hỏi thăm mình tên là gì và mình đến từ đâu được không ạ? Mình tên là Mai và mình đến từ Long Biên. Chị Mai ơi, cho em hỏi thăm là mình đã làm những dịch vụ gì của DK rồi ạ? Mình đã làm môi và làm mày rồi. Vâng ạ. Môi và lông mày của chị ạ làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Cũng phải được 1 năm rồi. 1 năm rồi ạ, thì em thấy lông mày vẫn rất là tự nhiên, rất là đẹp. Thế không biết là trong cái khoảng thời gian 1 năm sau khi mà mình làm những cái dịch vụ của DK xong ấy thì chị có cái chia sẻ gì không ạ? Trong khoảng thời gian 1 năm mình làm thì mình cảm thấy là sẽ không bị mất thời gian quá nhiều về trang điểm, mình có thể đi làm luôn. Việc trang điểm nhàn hơn đúng không? Thế còn về màu mực thì sao? Chị có thấy nó thay đổi nhiều so với mới làm không ạ? Màu mực thì mình thấy vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Hôm nay không biết là chị tới DK làm gì hả chị? Mình giới thiệu bạn qua làm dịch vụ à? Hay là chị có nhu cầu làm dịch vụ khác của bên em ạ? Hôm nay mình đến xóa cho thu. Xóa xăm mà chị. Vâng, thế đây cũng là cái dịch vụ mà rất nhiều bạn mà đang quan tâm tới công nghệ của bên em. Thì không biết là chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết được không ạ? Bởi vì rất nhiều chị em cũng là những anh chẳng hạn, người ta xăm hình này xong rồi sau đấy người ta muốn xóa đi và lo sợ rằng là sẽ bị sẹo hoặc là kết quả nó không được như mong muốn ý. Thì chị có thể chia sẻ cho em trong cái thời gian mà mình sử dụng liệu trình xóa của bên em như nào được không ạ? Thực ra thì trước đấy mình cũng đã xóa xăm ở nơi khác và nó bị phồng rộp, chảy máu, rất là đau. Thế nhưng mà sau khi xóa xăm DK thì mình cảm thấy là sau khi mình xóa về thì mình thấy không bị phồng rộp và mình cũng không phải kiêng khem cái gì cả, ăn uống rất thoải mái. Có nghĩa là những nơi trước thì mình phải ăn kiêng ạ. Thế còn việc sử dụng nước để vệ sinh thì sao hả chị? Mình vẫn sử dụng bình thường, không phải kiêng gì cả. Vâng ạ. Vậy với cái kết quả chị đã xóa được mấy lần rồi nhỉ? Thì không biết là chị cảm thấy cái kết quả so với cái lần trước khi mà chị xóa nó như thế nào ạ? Mình đã xóa được khoảng 4 lần rồi và mực thì nhạt hơn rất là nhiều. Vâng ạ. Thì không biết là chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn nào mà đang có nhu cầu làm lông mày, làm môi hay là xóa xăm giống như mình qua livestream này không ạ? Mình nghĩ là các bạn nên đến DK để làm đẹp, xóa xăm và môi hoặc là xóa xăm làm lông mày thì các bạn nên đến đây tại vì ở đây làm rất là hiệu quả. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và đó cũng như mình chia sẻ mọi người ở đầu livestream đấy là hiện giờ là tất cả các dịch vụ của bên mình thì đang có ưu đãi là 10% và sẽ giảm thêm từ 5 đến 10% nữa khi chúng ta đăng ký sử dụng dịch vụ theo nhóm cũng như là sử dụng combo các dịch vụ nhé mọi người nhé. Và riêng đặc biệt đối với dịch vụ môi của bên mình thì hiện giờ là môi nhà mình đang được ưu đãi lên đến 40% liền, nên là mọi người hãy nhanh tay để đăng ký lịch trước ngày 20 tháng 7 để được hưởng ưu đãi lần này nhé mọi người nhé. Bởi vì là chương trình này thì bên mình sẽ chỉ kéo dài trong vòng 10 ngày thôi, nên là chị em hãy nhanh tay đăng ký đặt cọc trước để có thể giữ được cái ưu đãi rất là sâu như thế này nhé. Nhất là đối với những chị em ở xa đấy ạ, nếu như mà chúng ta mà chưa sắp xếp thời gian qua 61 Nguyễn Công Trứ để làm ngay thì chị em có thể đặt cọc trước để giữ ưu đãi. Rồi sau đấy khi nào mà sắp xếp được công việc thì chị em có thể tới bên em để làm đẹp sau cũng được nhá. Và để theo dõi thêm những cái tư liệu về hình ảnh cũng như là sản phẩm của DK thì mọi người bật chế độ xem trước tại fanpage DK Eyebrow Beauty để có thể cập nhật được thêm nhá.
Và mọi người cũng có thể là gọi điện qua số hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Bởi vì là hệ thống trả lời page của bên mình thì có thể là khối lượng inbox nó sẽ hơi quá tải, hơi đông, nên là nếu như mà nhắn tin mà đấy trả lời lâu quá thì mọi người có thể gọi điện giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.